thay thế gói thiết bị diệt khuẩn, tháo màng lọc cặn và nắp bên trên khỏi ngăn bên trên, đổ hoàn toàn nước trong ngăn bên trên ra, kéo bộ cảnh báo thời hạn sử dụng lên và tháo nó ra khỏi máy lọc nước, đổ nước hoàn toàn ra khỏi ngăn lọc nước, tháo bộ lọc siêu vi bằng cách xoay ngược chiều kim đồng hồ, xoay lưới lọc vi sợi theo ngược chiều kim đồng hồ. Bộ đánh bóng carbon cũng sẽ được tháo ra, tháo bỏ bộ đánh bóng carbon cũ bằng cách xoay ngược chiều kim đồng hồ, rửa lưới lọc vi sợi dưới vòi nước sạch, gắn bộ đánh bóng carbon mới bằng cách xoay theo chiều kim đồng hồ, gắn chặt lưới lọc vi sợi vào ngăn lọc nước bằng cách xoay theo chiều kim đồng hồ, rửa sạch tay, cầm bộ lọc siêu vi và xoay ngược chiều kim đồng hồ để tháo hộp ngoài, tháo màng lọc siêu vi cũ ra khỏi chân đế bằng cách xoay ngược chiều kim đồng hồ, gắn màng lọc siêu vi mới bằng cách xoay theo chiều kim đồng hồ, đảm bảo chỗ nối được khớp chặt, gắn hộp ngoài vào chân đế bằng cách xoay theo chiều kim đồng hồ, đặt bộ lọc siêu vi vào phần đế của ngăn lọc nước, xoay theo chiều kim đồng hồ để gắn chặt, đặt ngăn lọc nước vào bên trên ngăn trong suốt, xoay ngược chiều kim đồng hồ để tháo bộ diệt khuẩn cũ, gắn bộ diệt khuẩn mới vào bằng cách xoay theo chiều kim đồng hồ, đặt bộ cảnh báo thời hạn sử dụng vào đường rãnh được tạo sẵn trong ngăn lọc nước và đẩy chặt xuống, đặt ngăn bên trên lên ngăn lọc nước và gắn nắp bên trên màng lọc cặn. Đổ đầy nước vào ngăn bên trên và xả hết nước khỏi ngăn trong suốt trong hai lần lọc đầu tiên. Máy lọc nước Purelit đã sẵn sàng cho việc sử dụng từ chu kỳ thứ 3 trở đi.